Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Hello, chào tất cả mọi người. Như thường lệ thì cứ tầm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ là cả nhà mình sẽ đi về. Giờ thì mình đi đón ba mẹ con đang ở nhà nội. Nhà bà nội thì ở xã Phong Nẵm, cũng gần ở trung tâm nên quãng đường đi đón cũng không xa lắm. Tầm khoảng 10 đến 15 phút là tới nơi. Sau đó mình sẽ chở ba mẹ con về lại nhà ở trên hầm chính. Cả ngày hôm nay chạy thì khách cũng lai rai mọi người ạ, không đông như là dịp đầu hè. Giờ thì chuẩn bị đón ba mẹ con thôi. Chị hai là người lên trước. Gấu em gấu chào nè, gấu lên vào. Xin chào bạn đi. Xin chào bác bé, mình là Tiền. Mình là Đăng nha. Mình là Tiền, mình là Tiền Đăng nha. Mình là Tiền, mình Tăng. Mình Phi, học bút bê. Bạn ý nghi quý của mình, mình xe. Mẹ chơi, mẹ cứu mẹ.